Cái gì đây Rio, TikTok đòi cân 5 á, đủ 5 thằng vẫn còn hơi ít, phải 50 thằng mới ăn được hero chứ 5 thằng thì quá lom rom. Thằng Zuka nó hơi bị coi thường hero rồi đó, 5 thằng chưa là gì cả, cỡ hero thì ngày xưa cân 5 em còn hơi ít. Giả vờ tí làm content cho anh em xem thôi chứ chỉnh hero nó như cái ghế rồi vì đéo phải bàn. Thằng dắt cút mẹ ra cho anh cân hai mấy bọn này làm sao đủ chỉnh mà chơi lại hero. Bất tử né chiêu nè mấy thằng nhóc. U tiêu tốc biến nhảy chiêu qua tường đã đủ ghê chưa? Không cần phải khen đâu. Đủ mẹ mới chết một hai mạng bọn này đã coi thường hero rồi, chắc bọn này chưa bao giờ xem clip của hero rồi hoặc có xem mà xem chùa không nhấn like nên không nhớ. Cái bọn này cứ gặp hero để hero hành cho ra bã mới sợ được. Ui đụ mẹ đông thế chạy thôi các cháu ơi, ở lại chỉ có bú cu chúng nó thôi, tôi cầm chân kẻ địch rồi. Quên mất chơi Rio mà phải có đồ đã mới chơi được chứ giờ chưa có con cặc gì sao mà chơi lại được. Cứ đợi đấy xíu hero có đồ là bọn kia nằm bành con chem chép lên trời liền cho xem. Đây rồi, chính là lúc này hero thấy thằng Triệu Vân yếu mầu rồi nha, pha này có mà chạy lên cuộn. Zuka đuổi theo Triệu Vân đi em, còn thằng John cứ để anh lo cho. Tuổi lồn ngay. Có ghê chưa? Ghê chưa? Hướng dẫn anh em ao bờ lây như thần đồng bốp bốp, anh em chú ý xem kỹ vào mà học tập nhé. Chơi Rio mà lưu ý không đánh trực diện vì rất dễ mất một sao, thay vào đó hãy chơi kiểu tiến một bước lùi hai bước khiến đối thủ lỡ nhịp và rồi cho đối thủ nằm xuống lòi bành con chem chép ra là thành công rồi, anh em cứ làm theo như video là được, chúc anh em thành công. Tip thứ hai, hướng dẫn anh em ép đường đúng cách để không phải thấy cảnh nhà chính đổ như Hiroshima. Thấy đối thủ áp sát anh em nhanh chóng né chiêu và lùi về hậu phương cho đồng đội chết thay anh em, còn anh em ở lại mà gánh tim chứ lao lên làm bia đỡ chết trước thì làm gì có thằng nào gánh tim được nữa, đúng nhận sai cãi. Vừa ăn được thêm mạng mà vừa không fit một công đôi, việc còn gì nhàn hơn nữa không? Còn mỗi con bướm Toro vào húc banh con chem chép luôn rồi, không cần phải tới hero ra tay luôn. Á đù John Bình Dương đòi đuổi theo, ok hướng dẫn anh em ao bờ lây AD tay giải nhé. Hãy tìm cái bị gần nhất nước vào rồi đợi AD team bạn đi tới rồi chọc nổ hai hòn giái đối thủ là xong. Tuổi lồn ngay. AD bạn hack map à? Hack map đéo gì? Hay là mày giống như một con gà công nghiệp, nuôi trong chuồng cả đời mày chưa bao giờ thấy hack map à? Giữ lời hứa giờ hero sẽ cân 5 cho anh em xem nhé, đụ mẹ vào hết đây cân một thể cho nhanh nào. Đang tính cân 5 mà thằng Lumber nó đẩy mình ra, anh em lỡ mất hết highlight rồi. Lúc này Toro đang đi xuống khả năng lại cân được 5 cho anh em xem rồi nhé. Từ từ đứng ngoài né chiêu trước đã rồi lao vô chơi sau. Đứng lại cho tao cân 5 làm highlight đi mấy thằng nhóc. Chăm sóc đặc biệt cho bé bướm trước nha, anh em chọc đổ chem chép luôn. Ủa má cái gì đấy, còn chưa kịp cân 5 mà.